Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 24 đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu có người được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người cùng với thiên thần của người, và bấy giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con người đến hiển trị. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày tháng qua, COVID-19 đã cướp đi bao sinh mạng của con người trên khắp thế giới. Thiên tai, động đất, lũ lụt xảy ra khắp nơi. Đứng trước thảm trạng đó, con người thấy mình bất lực, giới hạn. Thế nhưng, chúng ta cũng thấy có những con người, những nhà lãnh đạo đâu đó vẫn muốn đòi cho được vị thế độc tôn, đã lao vào đấu tranh, dành vinh quang lợi lộc cho bản thân, có khi đe dọa hòa bình thế giới và quốc gia. Có được thiên hạ mà lòng dân bất mãn thì có ích gì? Có được trong tay mọi thứ mà tâm hồn bất an thì có ích chi? Có được nhà lầu xe hơi mà gia đình không êm ấm, hạnh phúc thì vô ích. Lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người chúng ta lời lãi cả thế gian mà thiệt mất linh hồn thì có ích gì? Quả thật, mục đích của con người là tìm kiếm hạnh phúc, và hạnh phúc đích thực chỉ có nơi Thiên Chúa mà thôi. Đấng đã tạo dựng con người giống hình ảnh Ngài và chia sẻ hạnh phúc ấy cho con người. Là Kitô hữu, chúng ta phải dành những giờ phút hồi tâm để nhìn lại xem tôi sống ở đời này để làm gì, mục đích của đời tôi là gì. Và đương nhiên, chúng ta biết phải chuẩn bị những gì để có được hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu ấy. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con lìa xa nhan Chúa. Xin cho chúng con biết lấy Chúa làm lẽ sống và làm gia nghiệp của chúng con. Amen.